Số 3 Nguyễn Thành Tôn. Số 4 Nguyễn Thành Hải và số 5 Phạm Trúc Sinh. Đơn vị Bình Thạnh số 1 Nguyễn Chí Tích. Số 2 Trần Hoàng Hùng. Số 3 Nguyễn Trường Giang. Số 4 Đào Nguyễn Đức Tuấn và số 5 Trần Hồng An. Tập thi đấu số 1. Ngồi 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 xuống giùm thầy chút xíu đi con. Con ơi. Thank you.
vậy? Nó đang tính rồi nha.